Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ảnh cưới là một vật minh chứng cho tình yêu hôn nhân của đôi lứa. Chính vì vậy, theo phong thủy, nó có ảnh hưởng rất lớn đến chuyện tình cảm vợ chồng. Nếu đặt đúng chỗ, không phạm phong thủy xấu thì hôn nhân sẽ được viên mãn, lâu bền. Trái lại, sẽ dễ làm phát sinh các bất hòa, mâu thuẫn và đổ vỡ. Bất kỳ một cuộc hôn nhân nào cũng đều trải qua nhiều giai đoạn. Đó là quá trình dài để tìm hiểu, gắn kết và hòa hợp giữa những người yêu nhau. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng lại thường nảy sinh không ít mâu thuẫn và bất đồng do nhiều yếu tố tác động, trong đó không thể không kể đến ảnh hưởng mà phong thủy tạo ra. Cụ thể, việc treo ảnh cưới phạm phong thủy cũng khiến tình cảm vợ chồng gặp nhiều sóng gió và trắc trở, thậm chí có thể đường ai nấy đi. Vậy khi treo ảnh cưới, nên tránh những vị trí nào để cuộc sống vợ chồng yên ấm, làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc và tránh bị kẻ thứ ba phá rối? Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Treo ảnh cưới đầu giường là sai lầm tai họa nhiều nhà mắc phải. Nhiều cặp vợ chồng mới cưới thường ưu tiên đặt ảnh cưới ở đầu giường vì quan niệm đây là vị trí biểu tượng cho ngọn núi có tác dụng gia tăng hạnh phúc trong mối quan hệ vợ chồng. Thế nhưng, đây lại là quan niệm sai lầm bởi vì ảnh cưới treo đầu giường sẽ luôn tạo ra một áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, phát sinh cảm giác không an toàn về hôn nhân, sẽ phát sinh lòng đố kỵ, hai bên sẽ nảy sinh bất hòa, tranh chấp, không có lợi cho hôn nhân. Bên cạnh đó, việc treo ảnh cưới đầu giường sẽ dễ xảy ra khả năng bị rơi xuống giường ngủ của vợ chồng, tạo cảm giác sợ hãi, nguy hiểm cho người nằm dưới. Các chuyên gia phong thủy cho biết, ảnh cưới chỉ phát huy tác dụng tích cực khi được bài trí đúng hướng phong thủy. Theo đó, ảnh cưới được đặt ở vị trí thanh long bên trái giường sẽ làm tăng vận khí tốt cho hôn nhân vợ chồng, giúp mối quan hệ càng thêm bền vững. Trong khi đó, đặt ảnh cưới ở vị trí bạch hổ bên phải giường được xem là tác nhân chính gây ra các cuộc xung đột, tranh cãi gay gắt. Không treo ở vị trí chân giường ngủ. Đây cũng là vị trí xấu trong phong thủy, nhưng không ngụ chỉ về đường hạnh phúc hôn nhân mà là về tài vận. Nếu treo ở vị trí này khiến vợ chồng thường xuyên long đong về tiền bạc, buôn bán ế ẩm, tiền bạc đội nón ra đi. Không treo ảnh cưới ở đối diện nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh được xem là nơi sủ uế trong phong thủy nhà ở. Vì vậy, việc treo ảnh cưới đối diện cửa nhà vệ sinh là điều không nên. Vị trí này sẽ thu hút nhiều năng lượng tiêu cực vào gia đình, xua đuổi vận khí tốt và khiến hôn nhân gặp nhiều trắc trở. Đối với nhà lầu, bạn cũng không nên đặt ảnh cưới ở ngay phía dưới nhà vệ sinh của tầng trên. Tuyệt đối không treo ảnh cưới đối diện cửa chính. Đây cũng là nơi được khuyên là không nên treo ảnh cưới, bởi theo quan niệm dân gian cho rằng sẽ khiến người trong ảnh muốn đi ra khỏi nhà, không quay đầu lại nhìn vào gia đình. Từ đó khiến cho hạnh phúc gia đình lục đục, vợ chồng không gắn bó, hạnh phúc. Điều này đúng với cả ảnh gia đình. Ngoài ra, cũng không nên treo ảnh đối diện với bếp nấu, cũng tránh gần gầm cầu thang vì đồng nghĩa với việc mọi người tự dẫm đạp lên vận may của bản thân và của các thành viên trong gia đình. Không treo ảnh cưới đối diện bàn thờ, chân cầu thang. Trong tất cả trường hợp, việc treo ảnh đối diện bàn thờ đều phạm phải điều kiêng kỵ rất nặng trong phong thủy, mang nhiều vận rủi trong gia đình. Trong khi đó, treo ảnh ở gần dưới cầu thang cũng rất xấu về phong thủy vì người xưa cho rằng vị trí này chẳng khác nào ngụ ý rằng bạn đang dẫm đạp lên vận may của bản thân. Không treo gương đối diện hoặc quanh vị trí treo ảnh cưới. Treo ảnh cưới trong phòng ngủ cần hết sức cẩn trọng và kỹ lưỡng bởi đa phần trong thiết kế phòng ngủ hiện nay đều có gương soi. Mà trong quan niệm truyền thống, gương có khả năng phản chiếu cũng như thu nhận hình ảnh. Do đó, gia chủ cần tránh tuyệt đối việc bố trí gương xung quanh khu vực treo ảnh cưới để hạn chế bất lợi cho cuộc sống hôn nhân vợ chồng. Ngoài ra, gia đình cũng cần chú ý đến vị trí giường ngủ để xem đã chuẩn phong thủy hay chưa.
bởi chỉ cần dùng ngủ phạm phong thủy thì ảnh cưới dù có treo ở vị trí tốt cũng không có tác dụng gì. Quý vị thân mến, trong phong thủy nhà ở, ảnh cưới được xem là một vật thiêng, đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến hôn nhân và vượng khí của gia đình. Tất nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể treo ảnh cưới ở những vị trí thuận tiện hoặc theo gu thẩm mỹ của mỗi người. Tuy vậy, cũng cần biết treo chỗ nào cho đúng phong thủy để đời sống vợ chồng luôn thuận hòa, tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bạn đang phân vân không biết treo ảnh cưới ở đâu cho hợp phong thủy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Treo ảnh cưới ở trong phòng khách. Nhiều người thường nghĩ rằng ảnh cưới treo trong phòng ngủ là tốt nhất, còn các căn phòng còn lại đều không được. Tuy vậy, đây là một quan niệm không chính xác. Thực tế, bạn có thể treo ảnh cưới ở bất kỳ căn phòng nào trong gia đình, trừ bếp và nhà vệ sinh, miễn là tuân thủ một số nguyên tắc về phong thủy cũng như đảm bảo về yếu tố thẩm mỹ. Phòng khách là nơi sinh hoạt chung của gia đình, cũng là nơi tiếp đãi bạn bè. Bạn có thể khéo léo treo ảnh cưới tại phòng khách để lan tỏa hơi thở hạnh phúc của gia đình. Đặt ảnh cưới ở phòng khách như một cách thể hiện với những ai ghé qua căn nhà rằng ngọn lửa hôn nhân của căn nhà vẫn luôn được bùng cháy. Không những thế, treo ảnh cưới trong phòng khách còn giúp thu hút may mắn, vượng khí cho căn nhà, giữ cho tiếng cười luôn tràn ngập trong gia đình. Cách treo ảnh cưới trong phòng khách tốt nhất cho phong thủy thực ra rất đơn giản. Thứ nhất, bạn nên treo ảnh cưới theo hướng Tây Bắc hoặc Tây Nam, vì các hướng này sẽ giúp cho tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng, tránh xung đột cãi vã, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Vì xét theo phương vị, Tây Bắc là hướng tốt cho người chồng trong khi Tây Nam là hướng tốt cho người vợ. Thứ hai, không nên treo ảnh cưới hoặc ảnh gia đình đối diện với cửa ra vào. Phong thủy nhà ở quan niệm rằng vị trí này sẽ khiến các thành viên trong gia đình luôn xa cách nhau hoặc vì một lý do nào đó mà ly tán, người trong nhà lần lượt đi ra khỏi nhà. Phía trên bộ sofa là một nơi thích hợp khác để treo ảnh cưới. Treo ảnh cưới trong phòng ngủ. Treo ảnh cưới trong phòng ngủ luôn được xem là lựa chọn tốt nhất vì đây là chốn riêng tư của vợ chồng và cũng là nơi các cặp đôi dành thời gian nhiều nhất cho nhau. Tuy nhiên, không phải cứ tùy tiện chọn bừa một vị trí thuận tiện trong phòng ngủ để treo. Bạn nên bố trí đúng vị trí phong thủy tốt nhất để nó phát huy được tác dụng, giúp các cặp đôi luôn nhường nhịn lẫn nhau và trấn an những năng lượng tiêu cực khiến hôn nhân đổ vỡ. Vị trí treo phù hợp nhất là phía bên trái giường ngủ, tức là vị trí thanh long, sổng xanh. Trong quan niệm phương Đông, bạch hổ, chú tước, huyền vũ, thanh long là bốn linh vật thiêng liêng bậc nhất, được gọi là tự tượng hay tứ thanh tú. Thanh long, sổng xanh là linh vật tượng trưng cho mệnh mộc, đại diện cho mùa xuân, với hướng đại diện là phía bên trái. Phong thủy nhà ở cho rằng việc treo tranh ở trên tường phía đông, phía trái của ngôi nhà sẽ giúp gia đình nhận được nhiều khí tốt từ thanh long. Đối với ảnh cưới, việc đặt ảnh theo vị trí thanh long sẽ giúp nền tảng gia đình luôn vững chắc và viên mãn. Vị trí hoàn hảo thứ hai là treo ảnh cưới đối diện cửa phòng ngủ. Vị trí này là nơi dễ thấy nhất khi bước chân vào phòng, xét trên phương diện tâm lý. Ảnh cưới ở vị trí này là để vợ chồng luôn nhớ về kỷ niệm hạnh phúc trong ngày trọng đại hai ta về một nhà, cũng như giúp các cặp đôi giữ được bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn. Về phong thủy nhà, vị trí này giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực, giúp vợ chồng thuận lợi hơn về đường con cái, cũng như may mắn về tài vận. Treo ảnh tập trung ở một bức tường. Ngoài việc tách biệt ảnh cưới ở một không gian nhất định, gia chủ cũng có thể tạo nên một bức tường ảnh phù hợp theo sở thích của vợ hoặc chồng. Bên cạnh ảnh cưới thì các bức ảnh về gia đình sum vầy, đoàn viên cũng nên được ưu tiên lựa chọn cho việc bày trí gần nhau. Điều này dễ dàng tạo nên cảm giác ấm áp và thoải mái cho ngôi nhà của bạn. Bản mệnh có thể kết hợp ảnh cưới, ảnh của ông bà, bố mẹ và con cái lên trên cùng một mảng tường cố định, song cần phải chú trọng đến kích thước sao cho phù hợp và cân đối. Mọi bức tường ở lối đi hoặc sau lưng một bộ ghế trong phòng khách là những vị trí thích hợp nhất để kết hợp những bức ảnh. Nó không chỉ làm tăng cảm giác gần gũi, ấm áp, gắn kết các thành viên trong gia đình mà còn đảm bảo mỹ quan của không gian chung. Trong quá trình treo ảnh, gia chủ cần tránh dùng đinh để cố định ảnh, thay vào đó nên sử dụng các loại dây trang trí chắc chắn. Bên cạnh đó, nên thống nhất một loại khung ảnh chung
khoảng cách giữa các ảnh nằm trong khoảng 5 đến 6cm là tốt nhất. Ảnh treo lên tường phải nhìn ngay ngắn, không xiên lệch, méo mó. Treo ảnh cưới ở các vị trí khác. Bên cạnh phòng khách, phòng ngủ, bạn có thể chọn các vị trí khác theo hướng phong thủy vợ chồng để treo ảnh cưới. Nếu treo trong phòng làm việc thì thực sự đây là một nơi quá tốt để trưng bày hình ảnh lưu niệm của gia đình như là ảnh cưới. Không gian phòng làm việc không kiêng kỵ quá nhiều như các căn phòng khác. Tuy có một điều gia chủ cần lưu ý là không nên treo ảnh cưới đối diện với cửa sổ, nơi có ánh sáng chiếu thẳng vào, vì phong thủy nhà ở cho rằng vị trí này sẽ gây bất lợi cho hôn nhân. Ngoài ra, nhiều gia đình cũng thích việc treo ảnh cưới tập trung lại ở một bức tường cùng với ảnh gia đình vì nó tạo cảm giác đầm ấm cho không gian. Vị trí này không có điểm kiêng kỵ trong phong thủy nghiêm trọng cần lưu ý. Tuy vậy, tốt hơn hết bạn nên sử dụng dây để treo ảnh cưới thay vì dùng đinh đóng, bởi phong thủy nhà ở rất kỵ các vật sắc nhọn mang tính sát thương. Chú ý luôn chỉnh ảnh cưới ngay ngắn, tránh xô lệch nếu không muốn và phải điểm xấu trong phong thủy về đường hôn nhân. Lời kết: xét theo góc độ phong thủy, một bức ảnh cưới có ảnh hưởng ít nhiều đến tình cảm của vợ chồng. Nếu đặt đúng chỗ, không phạm phong thủy xấu thì hôn nhân được viên mãn, lâu bền. Trái lại, sẽ dễ phát sinh bất hòa, mâu thuẫn và đổ vỡ. Ngoài ra, ảnh cưới chỉ phát huy tối đa hiệu quả của nó khi được bố trí phù hợp trong thế phong thủy chung của ngôi nhà, giường ngủ và cả phòng ngủ. Tuy nhiên, để giữ gìn tình cảm vợ chồng được ấm êm và hòa thuận, thì việc nỗ lực vun vén tình cảm của những người trong cuộc mới luôn là quan trọng nhất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.